Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ tư, 23 tháng 6, 2021. Chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay xin gửi đến quý vị phỏng vấn đặc biệt. Và mời quý vị cùng nhìn về Việt Nam Cộng Hòa qua tâm tư của người lính. Nói đến tâm tư của người lính thì chắc có lẽ hiếm có người Việt Nam nào sống trong giai đoạn chiến tranh mà chưa từng nghe đến một trong những tác phẩm viết về lính của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Kính thưa quý vị, Dấu binh lửa năm 1969, Dọc đường số 1 năm 1970, Mùa hè đỏ lửa năm 1972, Dựa lưng nổi chết năm 1973, Tù binh và hòa bình năm 1974. Chỉ cần nghe tên tựa của những tác phẩm cũng đã cho thấy hình ảnh của một người lính từ xa, đang từng bước sâu dần vào chốn binh lửa, đang ngày càng tỏa rộng trên quê hương Việt Nam. Khi được hỏi tại sao ông không thể viết về một cái gì khác, Đại úy Nhĩ Dù Phan Nhật Nam đã trả lời: "Tôi thật sự không biết viết gì khác hơn là chuyện lính." Mong rằng câu chuyện lính của nhà văn Phan Nhật Nam sẽ soi sáng phần nào những tâm tư và ước vọng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần 1 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây. Phan Lê Dũng xin kính chào quý khán thính giả và xin kính chào nhà văn Phan Nhật Nam. Vâng, chào anh Phan Lê Dũng. Dạ vâng, thưa anh, hôm nay có dịp phỏng vấn anh và thường thường người ta nói là cuộc đời lúc nào nó cũng bắt đầu từ cái lúc nhỏ. Những hình ảnh mà mình thấy vào lúc nhỏ có thể lúc đó mình chưa có diễn dịch gì hết, nhưng nó ghi nhận để mà về sau này mình có thể suy nghĩ. Thì khi mà trí thức của anh nó bắt đầu nó ghi nhận đó, thì theo anh là tuổi thứ mấy, năm thứ mấy, tuổi ba tuổi là anh bắt đầu ghi nhận, và cái ký ức sớm nhất theo như anh nhớ, thì cái trí nhớ mà sớm nhất mà theo như tôi nhớ được là 3 tuổi. Vâng, thì mợ hoặc đơn, nếu 3 tuổi nhớ được thì 2 tuổi cũng phải nhớ được chứ. Vâng. Thì 1 tuổi cũng phải nhớ được đó. Và lúc còn trong bào thai phải nhớ được. Thành từ đó tôi hiểu đạo Phật có lý, tức là có tiền kiếp, rồi có hiện kiếp, rồi có những cái kiếp trong tương lai. Thôi bây giờ nói có vậy siêu hình quá, thì tôi nhớ cái trí nhớ của tôi nó bắt đầu nó được hoàn thành, nó được ghi nhận và nó hiểu. Hiểu là sau này mới hiểu. Đà. Ví dụ như tôi nhớ là năm đó đấy, hay là năm 46, vì vợ mặt trận Việt Minh. Đà. Thành từ bố tôi đi công tác ở Hiền Sĩ, đó là một cái mật khu ở ngoài miền Trung, ở phía Bắc Huế. Mà sau này những năm 66, 67, 99 là tôi đi hành quân qua cái vùng đó, vùng Cổ Bi Hiền Sĩ, ngoại ô của ở phía Bắc Huế, Tây Bắc Huế. Anh có thể nói thêm về ông cụ anh một tí không? Vâng, về ông cụ tôi tên là Phan Văn Trình, có ông lý trưởng làm khu ca, và ông đậu trung học ở cái trường ở Huế ngày trước ấy, có cái trường tư, trường đó là của ông Đào Duy Anh. Và các cái trường đó là chính là những ông như ông Chế Lam Viên, vì chỉ có ở Huế và ở Hà Nội mới có trường thôi. Hay có ông Chế Lam Viên, ông Tô Hữu, ông Võ Nguyên Giáp, từ ở trong trường Việt Anh đó đi ra. Là ở cái khu của tôi lớn lên em mới biết là khu Gia Hội, là khu đó là khu mà tôi nghĩ chắc chắn đó là khu Chinatown, khu của người Hoa đầu tiên của Việt Nam. Khi mà anh bắt đầu ghi nhận về cái tình cảnh của gia đình, lúc đó anh có nhận ra là gia đình của anh là trung lưu hay là dưới mức trung lưu hay là... Không có ý niệm đó. Không có ý niệm đó. Không có ý niệm. Vâng. Nhưng mà tôi nhớ là năm 46 chẳng hạn, như tôi còn nhớ là tôi ngồi trong một cái ghế mây. Cái ghế đó chỉ để cho trẻ con khoảng 1-2 tuổi thôi. Rồi mẹ tôi cầm cái hàm và rẽ tóc. Dạ. Rồi tôi mới hỏi là để đợi ba về, tức là đi ghế đó. Nhưng mà đây là cái quan trọng nhất. Thì năm 46, 47 thì hồi cư về Huế.
thì tôi nhớ là hồi cư, khoan anh nói hồi cư. Hồi cư, vâng, tức là cái vùng mà kháng chiến, hồi cư gọi ở ngoài Bắc người ta gọi là dinh tê đó, tức vâng, là về Hà Nội đó, vâng, tức là không ở trong chiến khu ở Thanh Hóa mà đi về Hà Nội, thì ở Bắc, ở ở miền Trung người tôi, chúng tôi có cái chữ gọi là hồi cư. Thì tên cái chuyến tập thuyền đó mà đi hồi cư về thì tôi nhớ là đi theo, sau này mới biết cái sông đó là sông Hương. Thì tên đó thì tôi nghe người ta nói trà lá, là trà là nhiều lá quá, thì tức là những cái xác chết mà nó trôi trên sông. Nhưng mà đứa trẻ con thì 3 tuổi, 4 tuổi chỉ nhớ đó là ở trên sông rất đen. Và tôi chưa đi chưa vững cho nên bố tôi phải bế về về cái nhà ở số 3 đường Trung Bộ, sau này người ta gọi là đường Tô Hiến Thành, sau năm 4 thì đặt nằm trong một cái ghế salon bằng gỗ. Thì như vậy thì anh Lê Dũng mà quý vị biết, như vậy thằng bé đó nhỏ lắm, vừa đặt vừa nằm ở trong cái ghế gỗ. Và tôi có cái giấc mơ và tôi nhớ cho đến giờ này, mà tôi hiểu ý nghĩa của cái giấc mơ đó. Giấc mơ đó là gì? Giấc mơ đó là cái cầu bị cháy. Là tự nhiên lúc đó không biết cái cầu bên nhà, bên cái cầu đó nó còn hai cái cây, là nó cháy còn hai cái chân, và có cái nhà bị cháy và dưới là cái không có nước. Và lúc đó nghe con chim kêu, hóa ra là con thạch sùng, nhưng mà tôi tưởng là con chim. Và tôi thật là giấc mơ, đến khi tỉnh dậy là cái con thạch sùng đó nó kêu, mà tôi tưởng có con chim nó kêu. Và bây giờ khi đến nói chuyện này là tôi đang 78 tuổi, tức là cách cái giấc mơ đó 75 năm. Anh từ cái quãng đời thơ trở đi, cái giấc mơ nó có trở lại lần nào hay là chỉ có... Nó trở lại, nhưng trở lại dưới những hình thức khác. Rồi con số 11, Nai Quan Non, tiểu đoàn 7 của tôi bị trận Đồng Xoài ngày 11 tháng 6 1963, chết 14 sĩ quan. Đại đội tôi đại đội 72, là cái đại đội mới rớt chiếc máy bay ngày 11 tháng 12. Đó, con số 11 rất có quan trọng. Từ cái giấc mơ đó trở đi thì tiếp theo là thường thường có hai cái ảnh hưởng, một là gia đình, hai là phía bên ngoài, thì mình tạm gọi là ngoài học đường này, hoặc là thì cái đó là giấc mơ của anh là riêng về cá nhân thôi, nhưng mà còn cái sinh hoạt của gia đình lúc đó anh có còn suy nghĩ gì ở cái tuổi đó, anh còn nhớ gì? Tôi rất nhỏ, tôi nhớ là tôi được đặt trong cái củi, tức là cái một cái củi bằng gỗ nhỏ quá, dạ, nghĩa là đứng cao lên 3-4 tuổi đó. Và mẹ tôi đọc thơ, thơ Tố Hữu, thơ về rồi chẳng hạn như ý niệm là mẹ để lại cho con manh áo cũ để hơi thừa ấp ủ đời con, là cái cô đó, cô đi giang hồ cô để lại. Thì tôi là cảm thấy cái cảm giác đó là cảm giác buồn, lại tự nhiên lúc đó không biết mới thấy thương cái đứa nhỏ mẹ nó bỏ đi. Thì tôi nhớ là như vậy. Rồi những cái bài thơ chẳng hạn như Khóc Hoài của Tố Hữu, Hoài mi ơi sao mới được nửa đường, răng mới chết tình hình hoang uổng giữa, tôi chưa được đi học, nghe cũng chưa thông nhưng mà mẹ tôi đọc. Thì là tôi nhớ, và tôi nhớ tôi đến giờ này thì tôi trở lại cái giấc mơ. Nhưng mà tôi nói với anh là cái giấc mơ đó là không có nước, mất nước. Cái điều đó năm 1968 khi tôi viết Dấu Binh Lửa, tôi có một cái phần diễn nhập. Thường thường hôm nay nó còn nguyên ở trong cuốn Dấu Binh Lửa đó. Thường thường những giấc mơ của tôi dẫn về nước, chữ nước capitalize, viết hoa lớn. Tôi mơ được thấy trong dòng sông, tôi mơ được thấy tắm trong dòng suối. Kỳ cục hơn, tôi bị mắc kẹt trong nước ở công rạch. Tôi bị mắc kẹt trong nước. Có nghĩa là sao? Đêm 28, rạng 29 tháng 75, tôi là người đưa 3.000 người lên máy bay. Tôi đi lên mặt trăng được rồi, chứ đừng nói tôi lên máy bay vậy mà tôi bị ở lại. Tôi ở lại. Có nhiều lý do nhưng rõ ràng là bị mắc kẹt trong nước. Cái thời gian mà anh đi học mà từ khoảng lớp 1 đến lớp 5, anh sinh năm 1943, vậy từ khoảng 1942, vâng, rồi như là 42 cho đến 47 đi, thì trong cái quãng đời đi học của anh có cái gì đặc biệt không? Tôi không có gì đặc biệt, nhưng mà tôi nhớ
tôi nhớ cái người bạn ở trong lớp hát rất giỏi, đó là ông La Quang Thanh. Phải chắc cái giờ này ông cũng nhớ được, ông đó là bạn rất thân của Trịnh Công Sơn. Dạ. Đó, rồi tôi nhớ là tôi học với lớp đó có cô bạn là cô Lê Thạch Trúc. Đến năm 2003 tôi nhắc đến là tôi học trường Mây Khôi, thì cô mới bảo rằng Trúc cũng học trường Mây Khôi. Và vợ của ông Lê Văn Mễ, tức là tiểu đồng trưởng tiểu đồng 11 nhảy dù, người ở lại Sạc Ly đó, là tiểu đồng phó cho Nguyễn Đình Bảo. Thế bà Sen đó cũng trong cái dịp đó bảo tôi cũng học trường Mây Khôi. Như vậy là ba anh chị học trò 5 tuổi học trường Mây Khôi năm 1948 đã gặp nhau trong năm 2003 ở tại Paris. Thế đại khái thì những cái điều đó nó ngẫu nhiên, là tôi lặp đi lặp lại trong câu chuyện này, tôi sẽ nó không ngẫu nhiên và nó đều có một ý nghĩa, nó đều có một cái một information, nó có một cái giá trị của, ví dụ như trong câu chuyện năm 2003 thì cô Trúc đó cô mới nói là nhà Trúc ở bên Hàng Bè đi ngoan coi cầu Gia Hội, Trúc thấy nước Trúc sợ lắm. Tôi cũng đúng, tôi cũng có cảm giác vì cái cầu Gia Hội lúc đó bằng gỗ, đi trên ở trên nhìn xuống thấy nước và tôi rất là sợ. Thì từ cái giấc mơ của cái đứa bé đó năm 3 tuổi, từ đến cái viết trong giáo viên lửa mà kỳ ở trong tôi mi mắc kẹt ở trong nước ở cống rãnh, từ cái chuyện mà đi ngang qua cầu Gia Hội năm 48 mà thấy nước sợ, nước là một vấn đề. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 2 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây. Cái quãng đời mà anh nói là trong cái năm đi học đó không có hề có một cái, không để lại cho anh một con dấu nào cả trong thời gian tiểu học, không có gì ngoài ngoài cái là nguyên cái quãng đời thơ ấu của anh, cái giấc mơ của anh là cái mà nó chiếm lĩnh anh nhất, nên nó để lại ấn tượng mạnh nhất. Vâng. Tức là bây giờ anh sinh năm 42, anh nói từ 42. Không, 43. Nhưng mà khai sinh thành 42. Vâng. 45 tức là đệ nhị thế chiến chấm dứt. Anh sinh năm 42 thì năm 45 tức là thời đó vẫn còn Pháp, Việt Nam mình chưa ký hiệp định Geneva, tức là tới năm 54. Vâng. Thì trong cái quãng thời gian mà người Pháp sinh hoạt như vậy, anh có cái tiếp xúc gì mà anh nhìn thấy? Có cái biến cố thế này. Như vậy là khoảng năm 49. Vâng. Tại vì tôi biết khoảng năm 49, vì năm 50 thì bố tôi phải đi ra Bắc theo lệnh của cái vùng Bình Trị Thiên. Thì năm 49 là ông Bảo Đại về nước, năm 48 rồi năm 49 ông về Huế. Thế từ tôi ở khu Gia Hội thì như vậy là 6 tuổi là đi qua cầu Gia Hội đang bằng gỗ, rồi lên phố Huế, rồi lên Phú Văn Lâu là chỗ người ta duyệt binh. Ai cho tôi cái information đó? Ai hướng dẫn cho tôi đi đó? Ai hướng dẫn? Thế mà bây giờ tôi mới nhớ là tôi mới nhớ cách đây trong khoảng thời gian này, tôi nói ai như vậy, ai đã đưa cho tôi làm cái cuộc đi đó, tức là đi từ ở bằng Bà Quẹo mà lên đến Sài Gòn, mà một đứa nhỏ 6 tuổi, mà ai cho tôi dẫn, cho tôi dẫn lên ở trên cái cuộc duyệt binh ở trên Phú Văn Lâu. Và trong cuộc duyệt binh đó thì tôi quá nhỏ, tôi mới chen xuống ngồi dưới chân của mấy người lính Giang Trào, thì hình như là bị pin rồi gì đó, thì cái người lính đó bị thương và máu nó đổ trên người tôi đầy hết. Thì tôi thấy người ta bò thì tôi cũng bò. Thì người ta lập một cái sở y tế, trạm y tế khẩn cấp ngay tại cái Phú Văn Lâu, tức là trước Hồ Môn nó ở Huế, là cái nơi mà người ta truyền giao tin tức Phú Văn Lâu đó. Thì người ta khiêng tôi vào trong đó, thì người ta thấy rằng tôi không có bị gì hết. Thì có ai đó bảo con xuống ở dưới sông á, con lấy nước con rửa cho sạch. Thì một thằng nhỏ, thì tôi xuống ở dưới nước, tôi ngâm hết cả người, thì máu nó đầy hết trơn từ nhỏ trên xuống dưới, và tôi cũng biết sao. Tôi về đến nhà thì bố mẹ tôi thấy tôi người đầy máu nặng, té một cái đùng xìu đỏ. Nhưng mà anh chứng kiến gì trong cái chuyện đó, tại sao mà anh lại đi tới cái chỗ đó? Đến cho đến giờ này tôi không biết, tôi mới đặt ra vấn đề đó trong khoảng thời gian sau này. Xong tôi hỏi như vậy ai đưa tôi đi
ai đã hướng dẫn tôi cái chuyến đi đó. Cũng giống như tôi cái thằng bé cũng ham chơi, cũng nghịch ngợm, nhưng có cái rạp hát gọi là rạp giáo hội, thì tôi nhớ cái rạp đó là rạp xin chiếc bóng giáo hội, người ta đến năm 1950 người ta mới khai trương. Thì như vậy lúc xây cất là năm 49, thế tự nhiên tôi lại đi vòng ra đằng sau đó rồi ngồi nhìn sông nước buồn, là tự nhiên cái cảm giác buồn đó là tôi chưa biết, nhưng mà tự nhiên ngồi nó hiu hắt lắm. Tôi có viết lại ở trong cuốn, trong cái cuốn tập bút Đường Trường Sa xong, cái cảm giác đó là cảm giác buồn, buồn vì nước, nhưng lại tự nhiên sẽ không biết. Nhưng mà ngoài những cái biến cố mà cá nhân như vậy, cái trường học, thầy giáo hoặc là bất cứ cái gì có để lại cho anh ấn tượng nhỉ? Anh học gì từ cái... Cùng học ABC vậy. Không có không. Và tôi nhớ cô dạy tôi là cô Lạc. cô Lạc. Rồi tôi nhớ tôi dạy lắm đến mức nhiều khi tôi trục xuống ở dưới bàn đó tôi ngủ. Rồi tôi ngủ rồi tôi nhòm thấy chân. tôi nhòm thấy chân. Ví dụ như vậy. Tức là những cái sinh hoạt mà anh vừa kể về ông cụ, về hoạt động, về thơ Tố Hữu, về cái gì, tức là nó nặng về phần tình cảm, chứ còn cái phần mà ý thức thì hoàn toàn là chưa có gì hết, đúng không? Chưa có gì hết. Tôi chỉ nhớ khi ngày mà bố tôi đi ra ngoài Bắc theo lệnh của Bộ Chỉ huy Bình Trị Thiên là ngày 2 tháng 9 năm 50, thì có một cái anh ở trong họ, anh ở với em nhưng mà lớn tuổi, thì anh mới bảo rồi đây thằng Róc sẽ biết. Ai đặt cho anh cái tên Róc? À, tôi không biết. Anh cũng không biết cái là tên. Tôi đoán là thế này, tôi đoán thôi. Là bố tôi là có đi làm công chánh ở trên Pleiku, thì chắc là muốn lấy cái tên Thượng. Đó. Thì lâu lâu tôi có nghe gọi là Y Róc, như vậy là chắc là tên người Thượng. Nhưng mà tôi cũng biết cái chữ Róc nó không có ý nghĩa gì hết. Và người ta chỉ gọi là Róc thôi chăng ạ. Và đến giờ này những người bạn như anh Lê Văn Mễ, tiểu trưởng tiểu đoàn 11 mà thế Nguyễn Đình Bảo vẫn gọi tôi là thằng Róc. Và đối với những cái người ở trong họ, và người ta cũng gọi tôi qua một cái quan niệm không hiểu sao, người ta vẫn gọi tôi là anh Róc. Còn bắt đầu từ cái năm 45, sau năm 45, 45 thì anh mới có 45, mới có 3 tuổi. Thì bây giờ mình đi lên thêm một mức nữa, tức là tới năm Hiệp định Geneva, tức là anh được vâng. Thì 10 tuổi. Năm Hiệp định Geneva. Vâng. Thì sau đó chúng tôi gia đình vô Đà Nẵng. Vâng. Thì sau này tôi mới biết. Anh có, lúc đó anh có để, anh có một ý thức bất cứ gì về vâng. quê hương xung quanh mình hay là vâng. vẫn trong, sống trong cuộc đời trẻ thơ? Một đứa con nít. Vâng. Và nói một điều ra, nó có vẻ khoe ai, tôi học rất dốt. Vâng. Mà mặt ngoài sáng sủa lanh lẹ, ai biết là nó cái mặt mày sáng sủa lanh lẹ lắm. Mong biết sao tôi học dốt một cách kỳ lạ. Tôi có ý niệm về sự học. Không ý niệm gì về sự học. Mặc dù tôi học rất chăm, vì tôi biết học chăm để cho mẹ mình vui. À. Đó. Tức là động lực hoàn toàn là một cái động lực hoàn toàn khác hẳn, chứ không phải là động lực khai sáng về trí óc hoặc là gì. Khai sáng. À. Tôi học dốt lắm, tôi có ý niệm về sự học. À. Nhưng mà đều có một cái, ông thầy giáo dạy cái gì là tôi nhớ cái đó. Chẳng hạn như bài học thuộc lòng. Tôi đến một vùng quê kia bên trận địa, ở đây như cánh đồng lõm nước nằm dài vắng bóng người nông phu cần mẫn. Sáng mai ngủ dậy, cánh đồng trong nước hôm qua nay đã xanh rì ngọn bạc. Đố ai biết có cái gì thay đổi, tức là những người ban đêm, những người ban đêm người ta về người ta cấy. Đó, tạo cho tôi một cái ấn tượng, à, quê hương mình có những người yêu đất nước, yêu quê hương, ban đêm trong chiến tranh về để cấy lúa. Và những điều đó nó gây tôi xúc động ghê lắm. Thành sự đó là chính là cái động cơ để sau này viết Dấu Binh Lửa. Đọc lại mới biết, tôi có nói gì về chiến tranh đâu, tôi có nói gì về vinh quang đâu, và vinh quang như bóng trời. Đâu có nói mày thắng trận này, bước xuống đeo huy chương có. Cho nên tôi đã bị những người bạn lính kêu, mà ông viết sao mà trận nào thua hết, trận Đồng Xoài, trận Bình Giã, toàn là những bi thảm. Trận ở Bồng Sơn, quân người dân đi ngơ ngác ở trên một cái cánh đường ngập nước. Rồi đến cả ngang mùa hè đỏ lửa, đại lộ kinh hoàng, chính đó là
tôi và báo song tần của các anh Nghi Thanh đã phát đó. Cái bi thảm đó lớn quá, thế đâu có nói đến cái chuyện mà vinh quang rồi đánh vô lầy đời huy chương cái chết. Và đó là hình như cái nền của tất cả những điều tôi biết. Có cái gì đâu mà vinh quang, có cái đâu mà cách, đâu có cái gì đâu mà chiến công, sự bi thảm. Ông Nguyễn Đình Bảo, người đại sạc ly ấy, tức là ở tiểu đoàn 9 của tôi là đại đội trưởng 93 đầu tiên của tiểu đoàn 9 đó, và anh Bảo là tiểu đoàn 1, nhưng sau đó tôi giao cái đại đội 93 lại cho anh á. Anh ấy khoan 14, tôi 18, vì lúc đó ở dạy dù kẹt lo lắm. Các ông như là sau này làm tướng, lúc đó là trung úy, đại úy. Tôi nhớ chỉ có khi tôi về đến Biên Hòa, ông tướng Lê Quang Lưỡng, sau này tư lệnh sư đoàn nhảy dù, là trung úy Lê Quang Lưỡng, đại đội trưởng đại đội 51 của tiểu đoàn điều 5 nhảy dù. Chỉ có ông đại úy thôi, là ông đại úy Ngô Công Trường. Họ ví dụ như vậy. Thành thứ, anh Bảo với tôi rất thân, vì cùng ở tiểu đoàn. Mà anh ấy khóa 14, tôi khóa 18. Ở trong trường Đà Lạt khóa 14 dạy khóa 16, khóa 16 dạy khóa 18, cho nên rất là thân. Thì tất cả cái sự bi thảm đó, cái cuốn mà gặp, cái cuốn Mùa Hè Đỏ Lửa, cái đầu đề mà Người Ở Lại Sạc Ly, bắt đầu là tôi viết là Không Vòng Hoa Cho Người Trở Về, sau đó tôi sửa lại thành Người Ở Lại Sạc Ly. Và cái bài hát Người Ở Lại Sạc Ly là tôi với Nhật Trường đã làm từ 1972 trong cái CD ở làng ở Tiếng Hát Đôi Mươi ở Sài Gòn. Thành thứ, câu chuyện của anh Bảo chính là câu chuyện của những bạn bè tôi. Cái tiểu đoàn đó mà khi mà chạy về ra khỏi đó là đoàn Phương Hải, tức là anh thiếu tá đoàn Phương Hải, sĩ quan băng ba của tiểu đoàn 11, là thiếu úy đoàn Phương Hải, đại đội 72 là cái đại đội cùng ở với tôi ở trong trận Đồng Xoài. Và trận Đồng Xoài đại đội tôi chết còn đông 10 người á. Rồi anh đoàn Phương Hải là bị bắn vỡ mũi, gãy tay đồ hết. Đó. Anh thứ, vinh quang ở đâu, chiến thắng ở đâu, mà cái bi thảm của bạn bè mình, của đồng đội mình, nó ngút trời lên. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối mai, thứ Năm, 24 tháng 6, 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTNDC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị một ngày thật tuyệt vời. Minh Thúy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.